bây giờ còn ướt chưa dám quay. Đẹp không? Đó đẹp. Anh anh. Nhìn gọn lại không? Tốt rồi, đỡ làm cho mọi người cơ đỡ. Ô này cái này ô là gút á. Ủa trên này là cái gì? Ờ trên này là bây giờ phải bấm số. Đây khách đưa ngón tay vô là ngón tay. Ủa sống làm cái lỗ để xỏ vô à là. Đây này có lỗ này. Ờ ok. Có lỗ này xỏ vô. Hai đồng cái. Hai đồng cái 30 mấy. Rồi vậy mà mình có lẽ luôn hả? Nó gút á. Chứ trước là đắp lên là phải đúng rồi đúng rồi, mình phải đưa. Cái này đẹp nè. Ồ cái này mình sơn treo lên cũng rất nếu mà màu trên nó bóng rồi cái này nó bóng không treo ý nữa. Ý mình nói là nó bóng treo làm treo khỏi bột được không ta? Em nghĩ không được làm bột nước sơn sơn không bỏ treo bỏ nước sơn sáp lên được không? Ờ bỏ nước làm mẫu sơn sáp được không? Bỏ vô trong luôn vậy ờ bỏ luôn được luôn á hả? Rồi ồ vô trong đó luôn hả? Ở nhà tại ồ có cái chỗ người ta làm bột, cái chỗ người ta làm treo. Thằng OBI nó sơn vô này, thằng OBI nó sơn vô này. Ok ok, để xí ra nãy vậy em nói là vậy đó. Cái màu này về bỏ xem bột vô đường. Đó đó. Đi làm cho em. Chị em luôn. Vô kìa. Bỏ bột thì sao thôi. Và xong. Kéo quay lại là nó ấy rồi. Cái này đỡ cực thôi nha. Xong. Thấy không? Có đau khổ gì? Để kêu lấy này. Trời, master bỏ nó chàng không ta? Trời ơi dễ lắm, cầm bỏ lên cái là xong rồi chị. Cái này dễ hơn cái cũ. Thôi bị nhiều màu á để mà làm. Ờ thì đó bây giờ không về làm lấy mẫu lên cái này khách nó thích mà nó sang nó nhìn nó rồi professional nữa. Em thấy cái này. Chút là nó lắng. Ô cái này là nước sơn nè. Đó nước sơn đó, nước sơn đó. Có lý á. Nhiều đêm không nghiên cứu sao là như lẹ. Ủa rồi thì mình làm cái sample với số đâu ta? Số hả? Cái trên này gì? Em chuẩn bị ra, em chuẩn bị ra, em đang in label. Em đang in một cái loại label nữa đó là cho Holy Chart. Em không để logo của em. Còn sau này một lúc qua lại tức là sẽ có logo, có cái tên luôn. Là mua về, hiểu không? Đó, về là cái kiểm đó, có mấy màu cũ hồi xưa. Ok không? Mẹ, xong rồi nè. Không, mà nó bỏ. Đây nè. Cái collection nó qua lịch ra là sẽ có lời dán sẵn luôn. Dán sẵn vô luôn. Có tên màu của màu này lại có hiểu không? Để cho thôi là cái label đang in là nó in nó về là sau này á à, lại bán chứ không á về xong cái đồ á ví dụ người ta order sát trời cái này người ta bỏ màu vô sao? Ờ đúng rồi. Coi như ai đó. Mua cái mình cho sample nó giống không? Như thằng chi sổ. Cái này mình không? Không? Làm luôn sample bán luôn sếp. Không cái phải, phải nhờ người một nhờ người. Bây giờ nó ai đắp hết á. Treo á mà mình bỏ vô á. Mình cứ nó bóng luôn có không? Đúng rồi, treo cho nghĩa đó treo này nó khỏi cần bỏ thêm khối nào cho mình lấy một chục đi. Cho mình chục đi. Ừ. Về làm lại thôi. Càng đứng này chút xíu nữa làm nữa. Ra. Không ra. Cái này chị có tin hay không? Hay không? Cái đó gắn vô đó được đúng không? Phải thôi. Nhưng mà không bỏ cái chuyện xoay gì đâu à. Không lấy cái chuyện xoay. Cái đó thì chị có rồi, nhưng mà chị cần cái chuyện xoay đó. Cái xoay đầu đây từ trong cái set kia. Em cho chị một cái một chục này nè. Ok. Ủa cái đó phải sơn đầy lên hả Alex? Nó sơn ít thôi nhưng mà nó không có đủ, không có đủ đặc màu. Ừ. Cái này thôi. Đại vậy. Không. Hai đồng một cái. Thằng OBI nó sơn đó. Thằng OBI nó sơn đó. Nó sơn vậy. Để đâu đây kì nhá. Ngồi đây một hồi chắc bị dụ nữa đây. Là đẹp á. Không. Sơn thêm cái là sơn thêm miếng nữa. Alex nghĩa phải đủ cho nó đủ luôn. Sơn cây rớt lâu lâu nó cứ bị gãy. Thắt nó gãy. Nó dướng díu cái nó gãy. Năm mươi bốn mình phải có kinh nghiệm nghe không? Cái nãy là nó là cái cây quẹt thế này. Không coi cái cây. Nhà rửa chị. Ấy quá ha. Cái khi tôi cò rửa. Lấy bộ. Cái là cái hồi nãy. Ừ. Xong. Ừ. Ừ. Phải bỏ tháp, bỏ khốt gì nhẹ hơn luôn. Để sợ. Sao lộn nó lấy được nha. Bột thì đắp lộn lấy là được đó nha. Nó đang gì đang ướt á. Lấy được á. Ha. Xong. Before after. Khác biệt đó. Đó mấy cái này mới là before. Giờ tới after cái này. Rửa xem tiền nào mà cái này ra đẹp quá. Rửa cái này, rửa bằng cái này. Thật sự ra đắp bột mình đang kỹ rồi, chỉ chạy sơ thôi. Hồi nãy anh để da bằng cái này. Cùng nhỏ rồi. Mình ngón tay. Bởi vì mình ngón tay nó có cắn rồi. Mình lắc đầu. Nó này lắc 2D thôi. Lắc 2D. Nó lễ mà bị đầy đi làm.
Lễ mà không nấu nướng hả? Bữa nào start chỉ xào tôm coi, xào tôm hồng coi ok. Hả? Trời ơi, nấu ăn số 1 đó. Em chị quen em hả? Trời ơi, lại nhà chị phó đi, lại nhà chị có khâu bơi đó, được à, đó. Trời hả? Ơi, hai anh em này giả mang dễ sợ luôn. Ô, chị đó hả? Ô, chị, bữa nay chị ghê quá. Chị quen em, ủa em chị mang mát, không biết được là có thể, ủa em là chị hình nào ta? Em nhớ chị quen quen. Ủa bà lại, tôi nhớ bà quen quen chứ. Em nói chuyện tàu lòng em. Ủa bà lại, tôi nhớ bà quen quen. Bữa nào gửi qua đây học 5 ngày á. Tự gửi luôn đi chứ gần bữa nào. Đây có trước khi đi về. Chừng nào mở lớp nữa không? Sao mai? Sắp lớp 5 ngày. Sắp tới ở đây luôn á hả? Em mở ở đây luôn. Ở nè chuẩn bị mở lớp nè. Đây mà nó có ở đây đâu. Bay qua. Bay qua là lắm tiền. Thì coi như vacation vậy đó. Trước vacation sau học luôn. Bye, thank you. Mai cưng. Rồi em sơn màu lên xong là xong rồi. Trời. Sao có biển quờ vậy cái nó rớt. Dài ngắn. Dài. Dài chừng này hả? Thôi, dài giống cái chị đó đó. Chị đó dài. Ủa Alex đâu rồi ta? Nếu mà mình đắp vậy với đít lỡ thời gian nó bị bụi dơ sao? Đâu có. Nó bị dơ không? Không, nó dính vô rồi nó đâu có bị ra nữa đâu. Chị nó chỉ dơ cái phần dưới phần ở trên. Dưới này đâu có liên quan, chị đâu có thấy đâu. Chị thấy cái phần trên này nhưng đâu phần trên này nó còn khác rồi. Ồ, cái đó dài. Sao đâu hồi vụ. Rồi làm cho nước. Nếu mà làm dài. Dơ dưới mình đâu quan trọng đâu, mình cho trên thôi. Chút lấy 10 cái này. Ok, thank you, bye everyone. Bye. Ôi, sao vậy? Trời ơi. Ồ, để mua cái bông luôn. Mua cái bông. Bông, mấy cái bông mà để tôi đi capsule rồi. Kìa đó, kìa một hộp. Nó cái này bông bông mà đấm bột qua đó. Tôi đi á. Đắp bột qua là ở dưới bột nhấn bột. Mấy cái bông giả để dưới xong rồi đắp mơ tôi yêu qua capsule luôn. Để tôi đi. Nè, mấy bông này phải không? Đúng rồi. Rồi đóng cái này. Cái nhỏ mà ảnh này. Cái này bự quá. Rồi anh xài nó vô ra đó. Rồi mình vũi vô nó. Coi coi cái hộp bên kìa. Giờ hai xong hay còn đi đâu? Đi ăn tiếp. Hôm nay ăn 4 chỗ rồi. Ờ. Giờ anh có lóc chưa? Lóc 7. Chưa, nên tới Ốc 7 đi. Đông lắm em ơi, nãy tới tối đông lắm. Mai thì nó bắt đầu vắng bớt luôn. Ờ, mai thì ok, bữa nay tại nãy đi thấy sắp hàng cái tối mà không có chỗ đậu xe, nó nhỏ quá. Mấy ban ngày thôi mà đông. Đúng rồi, tại hôm nói là mấy anh chị xuyên bang hôm nay về mà. Local nó ít có đi ra ngoài chứ xuyên bang nhiều, ta về ta ăn uống mà. Local nè, đi nào đi vũ nào nè. Ủa, chiếc Raptor của Smile là 2018 hay 2019? 18. Cái màu pink đó hả? Hey, màu pink không? Với màu pink của ai? Với màu pink của ai đẹp á? Bây giờ em. Ồ. Chứ độ đẹp. Chứ nó đẹp. Nhìn. Smile có chiếc màu cam. Đẹp. Phải không? Mà chiếc đó đang chạy chất xăng hơi bị mệt à. 4 đồng mấy xịt xăng. Gần 5 đồng rồi. Chỗ nào cũng vậy thôi. Tại mình ở gần má. Mình có 5 phút đã. Bên kia đó 3 đồng mấy nè. Đúng rồi, chị ở đây xăng á. Đổ lần xong lên 100 mấy rồi, 101 rồi. Đây chắc được chắc 130, 140. Xăng. Sợ hôm nay dạ mà vũ một bộ neo hai bộ neo ra đủ xăng đủ rồi. Tí nữa vũ chị cỡ 200 là đủ xăng rồi chị ha. Đúng không? Chị cỡ 200 rồi cỡ. Đẹp nha. Một cái hộp này bán bao nhiêu tiền?
mỗi cái là 4 bông là 2 4 35 đồng, tính ra bông có 6 mấy sen rồi. Còn cả 2 cái 10 đồng không rồi. Ai lịch lấy ra lịch bán, ai lịch đời thôi. 2 cái 15 đồng á, chứ 10 đồng. 2 cái 15 đó bao nhiêu anh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 x 4 bao nhiêu? 2 cái 15 mà nếu nó làm 10 món mà nó làm này kia tính đi. Cái này thì có đủ hết này, còn cái này có 2 món. Tại 2 món có tính double đi, tại món mắc lắm ạ. Đúng rồi. Món mắc không vô mắc, cho double đi. 12 này nó có lát tôm đó. Lát. Cái này có sầm đặc hết tôm. 12 x 4 48. 48 chia cho 35 đồng. Mấy chục sen đúng không? 60 sen đúng rồi. 60 sen ông chạc 2 ông 10 đồng ngon rồi. Khách nó cứ đưa vô. Biết không, em đặt bông bên Việt Nam. Chị chỉ tính 2 cái 15. Cái này mình đặt bông mà mình nói mình mắc cười lắm. Mình nói bây giờ cho anh đặt 10.000 bông. Nó ngồi nó phát, nó đắp mà nó kêu nguyên cả đội ngủ đó. Tội nghiệp cũng vậy, tội nghiệp lắm. Đúng rồi, cái này nó phải nghĩ ngồi nặng cái gì ra không, mệt lắm á. Có cái sunflower. Có sunflower. Có sunflower có luôn. Em mà mời chị chung vậy đó. Sunflower hả? Sunflower. Sunflower để coi thử. Cái đó thấp rồi. Cái này cũng chưa giống rồi giờ, chưa giống cái loại mình gần. Hơi chứ. Để hỏi thử hỏi nó làm cái kiểu gì. Để được cái mẫu sunflower này. Có chỗ này này có nhưng mà cái sen lao đó nó chỉ cho summer thôi, cái bắt đầu nó qua cái đó nó hết rồi. Nó đưa vô mẫu tại sen lao rồi đó. Nó sắp sửa nó hết cái mùi nó đó. Nó cũng giống như vậy nè, mà ngoại nè. Cho nên em gắn là 2 cái 15. 2 cái 15 đúng rồi. 10 đồng hơi cheap quá. Còn đỡ hơn nồi nặng bông nước nào mới xong. Hawaii đi với Oren hả? No. Màu nổi tao màu Oren. Cho nổi hoa của Hawaii rất là đẹp. Nghe chú sẽ làm dài không quốc được. Tại vì mình cũng đeo dài, chỉ sách vali không có cần sách, ổng sách. Thì ra là vậy. Không có làm gì. Nó gọi hả? Thì gọi lại em không được rồi. Con đang làm giờ cũng gọi lại nha. Cái chip này đẹp, cái chip đó là cái bọc đó. Mà khổ cái nó thiếu số 4 với số 5 không mà không có bán riêng. Đợt cũng mua nhiều mà hai cái số bự không mà. Mà giờ chưa có, không có bán riêng sao ta? Cắt ra cũng đừng biết. Thì lấy thường không cần lấy clear. Biết rồi nhưng mà mình cũng dư. Đâu em cắt ra bên hông thì cắt nhỏ này chút xíu vừa làm gì. Đẹp. Đắp gì nó overlay, ngồi nó overlay. Đi Hồ Quái hả? Đi Hồ Quái hả? Đi Hồ Quái. Đi ai? Đi trọng. Đi ông xã. Đi Hồ Quái, cha miếng vàng. Từng. Dễ phong chiêu. Thôi, từ phong chiêu quê quá. Hồ Quái mà. Thì nào chị đi? Mai. Ồ. Tại vì thấy đây mở cửa chạy là lẹ lẹ. Cho em mượn cái... Cái gì nó quên rồi. Dũa. Giấy cho mượn xin giấy. Rồi thì mai. Cái gánh bột cũng không có được gánh bột hả? Được kìa. Trên tiệm chưa có xài cái này nha. Chưa. Mới mua. Rồi nó có set ta set 36 bằng số một đấy. Ủa sao lâu quá không thấy làm live trên ấy gì? Ai lại? Dạ. Sao thấy em làm live gì? Có mỗi ngày.
tại cái phay kia bị khóa. Hèn chi kìa, bây giờ chị Sư phải vô phay nào cho bao giờ, đó có bao giờ thấy đâu. Em cho biết từ từ. Cái chip mình thoát lên cái cửa hàng á, biết báo gì không? Đây là gì, vũ khí hạt nhân, vũ khí tội ác này kia. Nó báo lên đó. Ủa vậy, đất lâu lắm mà chị không thấy em lên nghỉ chân luôn á. Rồi em bỏ cái kềm Nghĩa, em bán vào kềm Nghĩa bỏ lên đó. Ừ. Biết nó báo gì không? Nó nói là đây là đồ chăm sóc y tế trong bệnh viện không bán. Ủa sao lâu quá không thấy lên like gì đâu, bao giờ thấy đâu. Mắc gì lại bỏ cái kia coi nha. Để cho nó bị nước vô nó bị nha. Mở lìa lên cho mấy cái lỗ cho nó đừng thấy. Đẩy vô hết rồi. Đẹp quá à. Nhìn nó giống như mình tự vẽ làm 3D luôn ha. Bông nó nằm quá ha, nó mới nhô, nhầm cái bông nó thô. Nó mọn đắp cái cây. Cho em coi thử. Nó quấn sẵn rồi, hiểu không? Trời ơi, đẹp quá ha. Nói không? Ừ. Nó đắp cái cây nha. Rồi nó rửa ra, nó bán. Thì nếu nó đắp thành tờ giấy là coi như thua rồi. Vô cái neo đâu có được đâu. Có đèn này chưa? Đèn này sáng lắm luôn. Như có không anh? Có. Quảng cáo. Quảng cáo. Ủa không à? Đây có mua rồi nên biết. Có rồi. Chị cũng đi mua đèn này nữa hả? Ừ, có đó. Mua đặt em bán cho. Ừ. Có bán đèn nữa không? Có, có rồi. Mình bữa hôm mới bán cái đèn gì dài dài đó. Chuẩn bị like ra. Okay. Hello everyone. Yeah. Yeah. Lại chú. Đó, hôm nay tôi có lại chú con này vậy ta. Rồi, bây giờ đắp ha. Ok. Slide on. Ủa chị, cái đó mình đeo vậy có đau không chị? Cái gì đâu? Đau luôn. Đeo cái này có nóng không? Nhìn nó hả? Ồ, vậy nãy giờ tưởng cái áo kiểu vậy chứ. Quớt không chị? Quớt không? Chắc quớt rồi, thấy nó ốm nhôm nhách đâu. Ốm nhôm mà sao vậy? Bữa có em bé nhìn áo bữa nay nhìn thấy ốm nha. Thì dáng dấp này hoa hậu vậy, người mẫu vậy. Chăm nó cái ốm. Ờ. Mật thừa luôn. Bữa nay nó được mấy tháng rồi? Dạ, một tuổi. Trời, mới đây được tuổi rồi hả? Wow. Nhanh đi. Ủa, em xoan xoan đeo nó được có 2 ngày. 2 ngày bôi rồi, cưng. Nóng quá. Ta ngồi quen nghiền. Em bán à? Em bán cái đó. Đủ màu hay sao? Có màu hồng. Đủ màu một cái gì như vậy? cái loại này em mới ra nó mỏng hơn hồi xưa, cái hồi xưa nó dày. Dạ đúng không? Cái này mặc ở trong mặc ở ngoài được hả? Em mặc trong mặc ngoài nó đẹp. Đâu cho chị coi. Ủa mà em đang mặc sao chị coi được vậy? Nó mỏng cho nó không vậy. Ồ vậy đó hả? Cái này là cái này bằng ren. Nó không có biến. Chị nãy giờ chị không hiểu nha, mình mặc đồ rồi giờ mình mang nó vô luôn cũng được luôn hả? Hay mặc nó mang cái màu trong ra ngoài sợi bông này. Ồ vậy hả? Ồ wow, nó có đủ màu chưa? Năm nó rồi. Đó chị coi làm sao thử. Để đỡ đau lưng ha. Ok, trước khi mình làm thì mình design lên ha. Mua gì nữa không em, để em tính tiền. Ok. Ba màu. Ok. Bây giờ mình sẽ làm ombre trước nha. Đưa tay nhận thôi.
chút xíu nữa về phải cho chị cái like để chị vô coi nha, rồi chị coi cũng được đó, đó. Ồ, đang coi trên... không chị coi trên Facebook kìa, với Facebook của em chị giờ không thấy ai lên. Ờ, cái thằng này dám nói lóc tao lắm. Chị thấy nó vô like được rồi, biết rồi đó. Chị đừng có rủ nhậu nữa. Wow, màu này đẹp rất là đẹp trời. Mọi người đó, mình bỏ lên cỡ 70% nha. Wow, đẹp quá. Mấy cái bột rồi sao ôi che nó đẹp lắm đó, nó đỡ hơn nữa. Cái chi á. Wow, đẹp quá. Đó. Từ từ nhẹ nhàng ha. Nhẹ nhàng cái gì nó cũng như vuốt mỏng ngay cái phần này, sau đó vuốt mỏng hai bên vào đó, đẹp dễ quá ha, vuốt cái đầu nó đi tới đó nó một lần thì còn dễ mà bột đẹp quá mọi người, vô cái khớp lên ra ha, lên cái bột gì ra. Sau đó mình vuốt hai bên lại một lần nữa. Dầu xíu này mình sẽ lại. Dạ dạ. Wow, đẹp quá. Sô gỗ chật. Đó, mọi người thích màu này không? Quá đẹp. Rất là đẹp nha mọi người. Đẹp. Quá đẹp. Oni nhu. Bỏ cái hộp đá nha. Nó dính lòng cỏ. Rồi sau đó mình sẽ cho cái màu cái màu pink này đẹp quá. Đó. Đẩy lên cái cuticle cho nó sáp và nó tròn. Vuốt mỏng xuống ha. Ừ. Đẹp. Hai màu. Đẹp nó mắt lên đỉnh đẹp ghê. Mắt lên. Đó, mọi người thích không? Thích hỉ. Rất là đẹp. Mình bỏ lên đường mây có đá. Đó. Cho thêm một chút xíu nữa ha. Đó. Vuốt cho nó mỏng ra. Dễ thương, anh bỏ đá anh nhỏ thì dễ thương. Đẹp quá. Cái màu hồng này đẹp. Mọi người thấy thích hai màu này không? Màu rất hồng là đẹp nha mọi người. Màu hồng đẹp luôn. Rất là tự nhiên ha. Đó, lên nhẹ hai bên hông ra. Ba ngón này design ha. Thì mình sẽ cho ngón này ombre. Không sao đấy. Mai tuần sau là mua vé nha. Sao hãy vợ mai đi vô quay đi. Cho cái này vô ha. Đi chơi đi Hà Quay giờ. Đi chơi, mai dẫn vợ đi chơi nha. Đẩy nhẹ lên. Wow, bột dẻo. Rất là dẻo nha mọi người. Đó, bột càng đắp càng dẻo. Đó. Rất là dễ thương. Đánh đá chuyển qua được đúng không? Đẹp. Về mà những này chắc chút nữa mà tốn nữa. Chơi treo đó mua chưa kìa. Mua đó xài tới nhà sướng lắm á. Nên nó không có chảy. Trời, quay lại mà tháo ra đúng chữ thề luôn. Không có ra ha. Ủa, bây giờ nó có cái bán cái kềm để tháo hột sòn á, hay lắm. Nó dính mấy kềm đúng tháo mà. Không ra luôn. Kềm nào cũng tháo được. Bỏ thuốc vậy. Đẹp quá trời. Không bây giờ không làm gì. Cái chai đó giờ cái tiếp tới giờ bán nhiều à là cái tiếp treo đó bỏ treo hay là treo hình lên ha, mới bỏ luôn chứ
Đây là cái tiếp treo. Nó vừa đủ rồi. Cái tiếp treo gắn đá đó bao nhiêu là? Hả? Tiếp treo gắn đá bao nhiêu? Tại vì bỏ cái khúc treo chung nó sẽ hòa quyện chung với nhau. Đó. Hiểu không? Còn nếu mình bỏ tức bỏ sau nó sẽ bị. Ồ, ok. Em muốn cầm dạ, em cầm chút thôi. Cảm ơn. Đẹp quá. Đẹp xíu nữa. Hôm nay là rất là đẹp nha mọi người. Đây màu rất là tươi. Rất là ngọt ngào. Mà đắp cái dễ vậy ta. À, ta kéo cho mình kéo làm như nó không có đủ. Tới đó nó bị cứng cứng ngắt. Nó bị thiếu thiếu. Rất là thích ha. Smile không thích dư mà. Không thiếu. Lúc Smile cũng muốn làm con gái lắm. Nó hay chồng lâu qua đi chơi nhé, được làm cái bộ nail được đẹp hết. Về bên kia nhỉ. Lắp vô trong này không? Không mà về nhìn bộ nail hoài. Mốt là bay qua đây feel. Bây giờ mình sẽ tới ngón này ha, mình sẽ design lên. Cho lớp clear lên ha. Không mai đỉnh nó đi ăn ốc của lọ đi ốc của cái gì ốc xeo mình ăn đúng không? Chỗ đó món gì ngon? Có là làm món gì ngon? Đổ đúng là ốc luôn á. Đồ nó ngon hơn ốc và lẩu hả? Ừ, nó ngon hơn. Ốc và lẩu là nó là đồ ốc và lẩu là đồ ăn đa dạng. Dạ. Cho những món này. Quên quên cho miếng được ta. Wow. Cái món này nó mỏng lắm. Ngon quá. Ừ. Nó nha. Bỏ lia lên xong bỏ nó lên dính liền. Đắp lia trước. Đắp lia trước. Dính liền luôn. Dễ thương quá. Cái hộp bông đó đâu rồi ta? Ừ. Đây nè, trong này nè. Cho màu gô lên. 7 đồng. Cute. Cái đó mình đâu cần cắt đúng không? Món cắt. Nhỏ mình cắt ra. Làm nửa bông. Bông. Bông đẹp quá nè, đang gắn lên nè. Làm cái này hai ngón 15 cũng ngon. Đúng không? Cái này thường hai ngón. Hai ngón với sơ lê này hả? Móng dài vậy 15. Dài mới gắn lên đẹp chứ làm ngắn gắn bông lên nó hết đẹp. Một ngón 15 chứ chị? Không biết. Hai ngón 15 hả? Không biết. Hai ngón 15 chứ một ngón 15. Một ngón 15 đồng. Vừa bông vừa 10 ngón 15 30 đồng nó trả tí không. Nói chung bộ này bên em là phải hơn 100. Đúng rồi. Chưa tính hộp. Trên 100. Cho thêm một xíu mặt kia đi. Đó, bắt đầu mình chắc cái bông màu hồng rồi. Bộ này tên gì? Fancy. Giống một con bướm vậy. Ồ, đẹp nha. Lấy tay mình định dao. Đó là lâu xíu. Đẹp không? Đẹp. Đó là ảo. So beautiful. So cute. Keo chắc không? Beautiful. Chắc không? Ở đây ha. Có nhiều hãng đó, nó copy nó lòng nó không được nhau. Có nhiều hãng á. Cái gel cũng thấy. Em tìm gần 7 hãng á. Có cái hãng em thích. Keo đính đá hả? Ừ, có nhiều hãng. Cái đó một chai bao nhiêu vậy? Mấy đồng, mấy đồng. Chút nữa chị lấy. Mấy treo. Rồi cái phôi cho em bữa xài hiệu này trò nó dính. Là nó ăn luôn á. Mấy đồng đi vàng. Mấy cái hiệu cá không dính mà cái phôi ở đây. Một chút, phôi treo hả chị? Chút xíu em mua. Ấn cái rồi nó dính, ấn cái. Xong thơm bỏ rồi chị cực dính hút rồi. Ờ thì đó, nhẹ thôi nó cũng dính. Gì á. Tại mình có cái keo loang không em? Nó giống như cái nụ đi ra ha. Bây giờ mình cho lên đây một xíu. Có nhiều cái treo phôi á, giật chết bà luôn. Ờ, không ăn. Trời ơi. Nó bị lì. Nó bị lì. Hôm bữa em xài kiểu này, trời ơi, đã luôn. Vậy hả? Ờ, chúc chị em mua. Mua đi chị. Mua. Cho một cái phần rồi. Chứ mua cái chai tím tím gì xài chẳng được kiểu lì. Chồng em mua nhiều, nó không bốt nữa, em thấy nhiều bốt.
cái hộp quốc hỏi sway. Sao đang tập trung vào chuyên môn. Đẹp ha. Sắp sửa mở lớp, bay qua đi học. Nhiều khi anh qua bên luôn, mở lớp. Ở năm ngoái có mở ngay trường high school, ngay qua chớp. Mình sẽ cho một cái lớp clear từ trên xuống dưới. Clear ở đây trong. Nhẹ nhàng ha. Ủa sao đây mình nhìn lên TV không thấy comment này. Mình vuốt xuống nha. Trên TV là chỉ record thôi. Trong phone mới là live. Còn làm nail ngon lắm chị. Chỗ không có ai làm đó. Vô nail chặt 2-300 thôi không lắm. Đúng. 2-300 thôi. Làm quá giờ tiền luôn. Ở đâu? Có nhiều thứ ba đó, thằng nhỏ, chỗ nhiều lắm. Ở đây Montana nó bao 15.000 tháng kìa. Nhiều khi nhiều con khách nó vô thì nó đâu khe tiền. 150-200 nó vô nó đưa một cái mẫu, nó muốn mày làm sao làm, nó không khe tiền, miễn sao mày làm đúng cái mẫu thôi. Tại nó ở vùng sâu vùng xa đó, nó đâu có lựa chọn nữa. Dễ thương. Nào mà ai chứ ngoài đấy em ăn thành đó. Cho món cái nabo đó đẹp ha. Trời ơi, tụi em mà ăn phận á, mở tiệm neo mà ngọn chỗ không chị nghĩ nó cũng đầy khách luôn. Phải như vậy nghe. Vô mấy chỗ mà chỗ tại bọn lúc lên. Giờ có vợ con dễ gì nó đi. Buồn quá, không chịu nổi thôi. Anh coi cục bột của ảnh nè. Mong bò đẹp quá à. Nó thấy dễ quá vậy ta. Ồ, mình làm cũng được. Ồ, sao mình làm nó khôn thì mình khéo đi. Đi học xong trả thầy hết trơn. Ồ, có hả? Có. Chết rồi. Anh nhớ luôn. Trời ơi. Giấy. Hết. Anh giấy rồi, còn miếng cuối cùng nữa. Nhớ rồi lấy miếng này đáp lại đi. Mọi gì hơn hả? Khô. Em thì em quấy phải một ngón ra luôn chứ em không quấy một cục. Quấy một cục nó không đẹp. Nhìn lộn lẫy quá rồi. Giờ nhìn quá rồi. Giờ kêu khách đưa về kêu đòi làm. Rosie Alex. Cho lên lại ha. Khi đi phô chứ. Hút mỏng xuống. Thóc cốt có xeo thì có mới mua đây em. Thóc cốt á. Mới vừa mua nguyên một lót luôn à. Đi cái thóc luôn. Gì vậy? Không mà cái xài nhiều quá là hay được. Cái này có lượng nhiều quá là để cả thóc cốt để hao lắm hơn. Màu đẹp quá ha. Nhìn easy quá. Cái đồ kiên ship về nhà. Cho anh được con là đóng cửa là đi hết luôn rồi. Những cái hoa này thì đều xuất phát từ Hà Quang nha mọi người. Đó, có đi chơi rồi chơi. Làm đúng rồi, làm nguyên mùa hè làm không nổi. Tiệm như thợ. Dạ, năm thợ chứ hai.
đủ sống rồi. Thao nhỏ. Thao nhỏ ở đâu? Nó gần Washington DC. Ờ, Washington DC là là ở bên gần Canada hả? No. Chị đi lên tuốt Canada. No, ở ở Canada đó Seattle phải không? Phía bên này Washington DC. À DC gần, gần bên bên đó. Ờ cho Biden. Chị là có con nước khác. Tưởng đi Washington ở bên Seattle. Không, bên Washington. Gần West về chi nhà. Ờ West. Chẳng biết có đi đâu. Chưa đi, biết chị. Chưa bao giờ đi mấy chỗ đó. Đi qua thăm Biden. Chị ở Cali luôn á. Ở đây, đây. Đây vui quá trời. Dọn đây ở. Trời em muốn lắm đi chứ. Yeah. Hồi nào giờ ở bên đó luôn hả? Chết vì family ở bên đó hết rồi. Nhỏ lớn. Cũng thích ở đây lắm mà. Giờ đây không biết lấy làm gì luôn. Ở đâu quen đó. Đúng rồi. Về đây. Về đây thì làm neo thôi chứ làm cái gì giờ mình. À, thấy làm neo giá bèo quá. Ờ đúng rồi. Chị đi xa một tiếng nửa tiếng chị. Chị đi xa luôn. Đi xa 40 phút. Ở đây thấy cắt tóc xong mà rẻ dữ. Ở bên đây cắt tóc là 30 đồng cái đầu. Ở đây cắt gì có 7 đồng với 10 đồng. Nãy em đi cắt 12 đồng là mất rồi. Còn mình tưởng nghe lộn chứ. 12 đồng. Ờ. Ngày cắt bao nhiêu đầu. Thì người ta cũng sắm nhà lầu được mà. Dạ. Đây. Hay ha. Mà nhà thì mất mỏi nữa đây. Thấy quen. Chị có muốn ở nhà nữa. Chỉ là đại gia rồi. Nó này mình làm ngon quá. Một mà nếu mà hay chồng làm có tiền á thì sẽ là chia sẻ. Có tiền mua nhà đi cho mướn. Tại bên kia làm á cũng trả bên này. Đúng rồi. Ở nhiều người sẽ cho vô á. Vì là đây dễ cho mướn. Đây là nhiều Việt Nam. Không có nhà mướn. Sau này giống như mình về nhà mình về để sống mình cũng có nhà ở cửa. Sao mua nổi nhà ở đây 600 nghìn. Thấy chứ được chứ. Là từ nhà nhỏ xíu à. Canh canh. Nhà đây 600. Anh đó là hoành tráng luôn á. Thôi nhà, nhà mà bên kia mà 300-400 chắc ở đây chắc cũng 1 triệu mấy 2 triệu. Dạ nhà bên kia 300 mấy. Nhà bên kia 300 mấy là cả 3.000 mấy 3 phía rồi. Bự 3 tầng. Bạn thấy ở nhà cái bụi thiệt tầng người nào đó. Ở nhà bụi bụi không. Thôi mà nó rẻ bên đó. Thì đổi lại đây ăn uống rẻ. Ăn uống cái gì cũng có, đúng rồi. Đây ăn uống tương đối rẻ hơn bên đó nhiều. Bên đó có chợ Việt Nam nào không? Có. Nó cũng có khu y đen. Chợ Tàu, chợ Đài Loan. Nó cũng lớn. Đầy đủ. Ôi vậy. Yeah. Có khu Việt Nam mình luôn. Nhưng mà nó chỉ mắc cỏ thôi. Trời mới mốt giờ bển khách đầu vậy là đưa cho ổng làm một đế. Em gọi điện qua đây. Nãy giờ đứng dòm rồi đó rồi nữa làm cho khách gì đó cứ thế mình làm. Cái bông này thấy dễ nè ha. Dạ. Hai cái 15-20 cũng được luôn á. Thì đó. Tại bên đó bộ hột gì mà nó sáng dữ vậy trời. Trời nó bị dính nha. Hột cũng sáng. Nó Swarovski thiệt mà. Nó phải giả không? Ồ, ngắn quá trời luôn. Hèn Rocky hả? Ồ, ờ, hèn chi nó đẹp quá trời. Cục giả này nè. Hèn chi. Bữa mình đi cái hộp AB nó không có sáng được gì đâu. Đây AB đó, AB nhưng mà loại AB Swarovski. AB Swarovski. Còn cái loại AB kia kìa, AB của tụi. Không, mà cái giá bình dân nhau không có hai loại. Có hai giá. Mà thấy cái hộp Swarovski này cũng nặng vô. Thì kia thì nó sáng dễ sợ. Đẹp quá. Đắp đẹp. Màu kia này rất là đẹp nha mọi người. Cái thiên đẹp, cái thiên đẹp thiệt á. Thì thấy mình xong độ neo hết. Xong rồi. Ui. Đẹp quá trời.
cái bông dừa ở tay chị luôn ha. Tại anh định nó để lên sau dừa luôn á, anh Duy nó để lên dừa hồi dũa ra bỏ ấy lên đây. Bỏ clear rồi. Nó này là mình bỏ lên 70%. Trời ơi, thấy mình chân dày vậy mà em nó sợ gãy. Rồi sau đó mình vuốt xuống ha, nhẹ nhàng. Cái này là đúng là đi Hawaii. Bỏ phong chi đó. Không, không thích phong chi. Nhẹ nhàng thôi. Cho em mượn cái hộp lên chơi, mượn cái hộp. Cái hộp cho em mấy cái bông. Cái hộp, hộp tip. Cái hộp, em mấy cái cọ. Ồ, hộp này. Ờ, cái hộp này nè, hộp đồ nghề. Yes. Tại vì em mà làm rớt cái nail ra 2 ngày thì phải mua vé quay quay qua. Nail đang đẹp nữa. Sáng quá ha. Mai có cái gì biết không, làm cái tôi coi cái gì tôm hùm xào gì đó ngon. Đem vừa đổ ra hết mẹ rồi. Lại chú. Vừa rồi Covid cùng bán Covid. Hay nấu ăn ngon quá làm thêm chết nữa nè. Vút hồng xuống nha. Vút. Lại. Đó. Đưa xuống từ chồng mèo mèo. Để nhắc khẩu ai. Mai thì gắn mấy cái bông lên đầu vừa tới nó đưa bông cho gắn luôn đó. Để nó quệ đâu tới vụ quệ. Thì như nó chỉ có mình đi lên máy bay đi xung quanh cái đảo chưa? Chưa. Nên đi lần cho biết đi. Chưa đi. Vé 700 mấy đồng một vé. Ô vậy hả? Chợ nguyên cả đi nguyên cái đảo, nguyên cả đồ luôn. Ồ. Ờ, mình thấy nguyên cái đảo. Lấy à, lấy đi rồi hả? Đi lần. Đi lần cho biết. Chưa đi. Cái màu cam này đẹp quá ha. Neon. Neon. Rồi chỉ cái cuối cùng đó nha. Để nó cắt nữa. Được không? Một cái ghế cuối cùng nữa rồi mình lấy cái đít số 4 đó. Cho nó sáng lên. Không phải, nó cắt cái cái bằng móng ấy, không có bùng bùng mốt. Đây là làm cho mấy người móng ngắn á. Là, tại vì ở trên nó không có móng thiệt. Nên nó sao không có chắc. Để một cái móc lên nữa là coi như cái móng thiệt nó chắc cứng luôn. Nó cứ nói chậm muốn cả làm luôn rồi. Là sao? Cái móng thiệt á, tại cái móng thiệt á. Cái đít số 4 á. Cái số 4 là cái keo nó vô trong cái móng á. Cái thứ hai nữa là chị làm nail á, em phải bỏ cái keo lên. Ủa có đó deep hả hả? Ồ sao nãy giờ deep hả? No, cái này deep số 4, cái ảnh để dưới nha. À. Tại móng thịt còn nó chút béo này. Nó nhiều. Giữ cho cái móng luôn. Lại
bữa sắp thì tại hôm tại bữa lấy Ice Stone con ngon chịu nó sơn á, không bỏ nó mèo lên bụng á, tôi bỏ nó có cái anh trai đẹp quá hả, làm bộ đeo nhỉ? Có chứ, làm bộ đeo chứ. Mình lâu lâu hôm nay mình thả lỏng, bình thường mình cứ gồng quá hiểu không? Hôm nay là hội của mình là cứ thả lỏng, may cũng thả lỏng, may nha, gồng quá nha. Em xài thứ gì trắng vậy? Dạ. Rice stone hả? Em dùng cái keo này nè, keo này với keo của em á, anh bỏ cái keo lên, bỏ thuốc hút lên xong rồi anh bỏ đá lên, anh bỏ đá xong rồi anh cho hộp. Cho chị Nguyễn coi thử. Xong. Chị em đi lấy tờ giấy nha. Ok. Giấy vô. Keo này thấy gắn chắc lắm luôn á. Bữa mua về sâu gắn cho nó rớt nó lại. Để đèn bao lâu nói anh nghe coi, để đèn bao lâu? Để đèn có một khoảng chừng 6 giây. Đúng rồi, 6 giây tốt đúng rồi. Phải chắc là 2 phút rưỡi. Ôi thiệt đúng hả? Ừ. Tại vì á, cái bio treo, tại vì cái người nào mà làm bỏ cái keo mỏng á, nếu mà mỏng á thì 1 phút rưỡi như sao? Còn nếu vừa bỏ keo xong rồi mới bỏ thêm cái gì đó, bỏ thêm khóc cốt lên á, lấy cái pha sữa cho em luôn là không bao giờ nó bung hết á. Có bỏ reinforcement. Tại vì biết sao, cái sao keo sao á ở dưới này bỏ làm sao? Nó bỏ chưa đủ khô. Anh bỏ keo, bỏ cái này lên thôi. Sao không có lại gì? Rồi để 2 phút hả? Không, gắn hộp lên. Rồi gắn hộp lên rồi để hỏi 2 phút. Anh bỏ keo, bỏ khóc cốt lên. Oh, really? Phải 2 phút luôn hả? Wow. Để keo lên xong rồi. Nếu mà anh làm kỹ anh phải âu thì làm xí nữa nữa thì đá rồi. Đẹp, nó không bởi. Còn hôm bữa em sơn hết khóc khó nguyên móng rồi mới gắn kìm. Sao nó thất khốc lần. Là cái mờ đá. Tại vậy thì nó không có sáng, hộp sòn nó không sáng. Mình thấp dầu cái da mình sẽ chụp hình. Thấp dầu quá. Ở Việt Nam gọi là hấp tóc biết không? Đang hấp dầu tóc á. Bộ nail này đặt là Hawaii nail phải không? Cái này là thấy 100 đồng của mình đó nha anh. Còn cái bộ của em thì là hơn 100, là hộp tới 10 ngón. 100. 120. Swarovski là phải giá khác nhỉ? 120. 200 đồng. Rồi cũng gần đầu cái hộp rồi. Nãy mới xem rồi. Đầu tư này. Cái phép tích. Để nó vẫn chụp vậy. Trời ơi, ta có đèn thì đẹp hơn. Trời ơi. Lâu lâu được nhắn rồi ha. Dạy chụp hình sao cho đẹp vậy? Để người ta tay sao đẹp. A lệch. Dạ. Dạ, anh dạ, em nói vậy, không có chia sẻ. Không, chia sẻ. Chị phải sắm nó huyền về nha. Không nói là đẹp. Thôi, không được. Đã làm sâu. Chưa viên nữa. Mình đừng qua thẳng mà chưa viên. Thấy giờ bật cái tay vô. Rồi không nhớ những ngón tay phải đập xuống bàn. Để nó không dài ra. Tại mình để lên xuyên ngắn. Nha, để sát kia đấy. Rồi, đập xuống bàn. Rồi. Mình chúc các bạn. Chữ V là nó angle chút xíu. Đúng rồi. Rồi. Cái ngón này nè, nó nằm ở đây nè. Nhớ nha. Ngón nào? Ngón riêng. Nằm ở giữa. Để nằm chính giữa mà. Cái này kiểu gì nó sống. Ờ. Cái này kiểu gì, mình để nó đi. Nè. Thấy không? Rồi, tay hình vô. Nè, tay vô. Rồi. Cái tay này nó cứ cọc. Chị ơi. Thấy đẹp không? Chị. Chị ơi. Rồi. Anh gọi xuống chứ. Anh bỏ ngoài đèn cho. Tập trung bằng chứ ra được. Đẹp quá ha. Nó không chụp hình cũng thấy có nghệ thuật đó. Làm cái này đẹp sao chụp cái ủa sao xấu dữ vậy. Dạ. Thì phải dùng áp cho nó chụp bột chớp. Bột mới về á. Nên em thử đẹp quá. Bỏ bột dưới rồi vừa đó lên này. Dạ đúng rồi. Vừa quay để nó sẽ đẹp hơn. Em vừa cái đó cái gì vậy? Cái đó là camera gì? Camera mình á. Camera thường luôn hả? Vừa chụp vừa quay. Mình giữ lâu lâu chút. Ừ.
À là cái đó là chụp camera thường hay là vừa chụp vừa quay, nó camera thường quá. Đẹp quá. Này vừa chụp vừa quay thì nó rõ, nó quăng, nó nhìn này. Cái đèn nó phải để ra đây nè. Đủ ánh sáng rồi, thấy chưa? Nè. Ông để cho chụp này nó xa, thấy xa không? Vô vô quay nhìn này. Thấy không? Đúng rồi. Thấy không rõ không? Rồi bắt đầu quay, vừa quay này ha. Quay này, chụp này. Scroll cực đấy. Rồi. Thấy không? Quá đẹp. Vừa quay ha, rồi thêm một món cho lại thêm một cái. Để tay vậy nha, để tay vậy, lấy cái nét. Còn lại mình quên lấy thêm cái. Cái màu. Cái màu. Tay mình nó thở Nín thở. Nhìn nó quay đấy nha. Là nếu mà được á, mình dùng được cho mình cái điện thoại Galaxy á, nhìn nó đẹp không? Mua cái đèn, có phải mua cái phone. Hãng này nó có ký hợp đồng với nó, còn cáo dùng. Đẹp. Để được cho một màu nữa. Tôi sợ cái màu nữa. Đưa lên đưa xuống rồi nhìn như làm như này nhẹ thôi nha. Rồi làm bông hen luôn, bông hen luôn nha. Mổ thôi bạn, rồi làm đi đi, mổ thôi bạn, rồi đi được từ từ thôi, từ từ thôi, rồi đi đi. Còn vừa lên xuống từ từ thôi, đặt một xuống lên xuống từ từ thôi. Đúng rồi, đẹp quá. Đúng rồi. Này iPhone nha, này iPhone cái nha, này iPhone lực quay nha. Cái iPhone nó bị da khác hả? Ừ. Nó do cái điện thoại nó hơn không? Ở ngoài đẹp quá, gì đẹp mình do iPhone nhìn này. Đúng rồi. Nhìn thiên nhiên. Nhưng mà cái Samsung đẹp hơn. Samsung nó ra đúng như trang luôn. Ừ. 21 đổi Samsung để chụp hình cho nó đẹp. Nói chung là nghệ thật là gì? Nghệ thật là gì xin máy? Ánh trăng lừa dối. Đúng rồi, mọi người đều làm cái nét. Nói chứ cũng khó lắm anh nhỉ? Không có dễ. Bây giờ đóng cửa bên này. Để lên này xuống. Từ từ thôi, đúng rồi, được quá. Tay cái mua luôn, tay cái mua luôn. Đẹp quá trời luôn á. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Đúng rồi, mà tiếp tục. Từ từ thôi, quá đẹp. Rồi, ta lại lấy thêm một mẫu nha. Thêm còn hồi nãy chụp, đúng rồi. Thôi được rồi. Ok, gì nào, ok rồi ha, xong rồi đây. Phone này của ai nãy giờ sao không chụp phone? Gửi hình chung. Rồi mọi người gần xong chưa? Mai gần xong rồi nhé. Qua làm cho bộ nhé. Gần xong rồi. Mai thôi còn hơi lâu, phải gắn lại. 240 329 1400 329 1400 sướng nha, làm cho móng tay và xả đeo đủ kiểu mỗi lần. Anh gửi chưa? Xanh gửi. Con chặt ra lại phải cắt hình rồi xong gửi cho đây này. Chút nữa. Quên. Cắt hình chặt ra đau cái áp gì này? Láp. Áp gì? Láp. Láp này. Láp này. Láp nào cho chị coi thử, anh có trả tiền không? Không có trả tiền. Đâu? Samsung. Ồ, oh, nó trả tiền á. Snap nè. Đó là Snap chứ. Snapsy. Nó Snapsy này hả? Đúng rồi. Nèo gì nó làm xong đúng không? Nhìn. Nhìn làm xong ha. Cắt cho nó bỏ lại. Mày nhớ nha, lấy chưa lấy đây là chỉ cắt hình. Chưa lấy đây là một hộp gạo. Một hộp gạo. Cái này được nó bỏ luôn ha. Cái này.
qua đây là một dạo nữa nè, một dạo thấy không, rồi tự nhiên lấy màu ha. Ừ. Ok ha, rồi nhớ này, nó phải đẹp tay là mỹ đen với là màu màu cái hơi phía tối á, mình phải cho ánh sáng ship xíu thôi, thấy không, một xíu thôi nha, như vậy thấy không. Rồi bây giờ ha, mình chỉnh cái đi theo này, đi theo không, mình lấy qua này mấy cái tiền mạng đấy, như thế nhìn nào để vừa thôi, ít thôi ra da lá từ đây này. Rồi để rồi nhiều quá nha, nhiều quá nhớ nha. Rồi để lên cái nét lại này, cái nét lại này, rõ nét lại nha, thấy không. À, sau nhìn như vậy thì nhìn nó thật với giữ màu, có nhiều đứa trên mạng nó chỉ như thế này này, nhiều quá nhìn nó ảo, nhìn mắt cái màu luôn, mắt cái màu đúng rồi, mình để tự nhiên thấy nó tự nhiên không. Ừ. Mình chỉ làm cái da nó hơi đỡ xíu thôi, thấy không, còn bấm cái kem này vô là xong. Cái app nãy vô là gì? Snapseed. Beautiful Snapseed. À, mà người thích màn này không? Nãy giờ là màu, mình đang là màu neon số 10 với là màu màu pink ombre ha. À. Như là con dinh thường, nó tình dệt, nhìn chất mới lên. Ui, ui. Chết mẹ. Có gắn hộp không? Chắc có mà. Ôi, xong qua xa là vui, liquid nó đổ. Có thì đây, chị đây này, xem bộ đây này. Mấy cái chết này là giả quan chị nhé. Đừng có cắn, đừng có cắn neo nha. Mỗi tuần làm cho vợ anh bộ vậy đó. Cho hộp sòn đẹp quá ha. Sòn sáng sáng luôn ha. Tiền của nó. Cái treo ít tiền. Để mai làm lại xin đồ mới. Anh thích cho em. Chút khi mình mở. Wow, thích nha. Màu đẹp. Dạ. Trời ơi, bấm. Mấy cái kèm thường nắm được. Kèm thường bấm được không đó. Bên đó nó bỏ vô cái đồ quay. Cái quay bỏ vô. Hồi bữa mua tỏ đâu bấm cái đồ quay quay đó hết thời gian rồi. Đẹp quá. Nó bơi gì nha, chị còn không hay chị lắp rồi. Lắp rồi, chị đang cắt nhà anh sao. Cắt hai phòng. Quay cho tôi nhớ luôn hả. Nhắc lại nó đâu nhớ đâu. Nói nó nhớ. Chị đẹp quá, thằng anh gái đẹp anh phải quên. Tới nữa. Nãy em nhớ rồi. Là chị về mà muốn nó mời thêm nó bỏ cái cửa không? Cái cửa đẩy như thế là đổ móc nè. Cái mẹo á. Để cửa như cái cửa toilet này cũng mở đó. Để cửa nó móc thêm ở sau cửa. Ủa, ví dụ mình chưa bấm á, mình để vô được không? Được, mình lấy cái vết mực mình chấm cái chỗ đó mình để vô đúng cái gạch đó. Ờ, khỏi mất công. Ờ, nếu mà mua mà người ta không biết bấm đó. Đúng rồi. Thường mua ở trên tụi em gửi về thì em đâu có bấm đâu không? Em bấm. Em có khoảng hai loại. Ờ. Có sai một cái nào nô bấm hay bấm. Bữa order lụn á, tụi nó không bấm. Lên nhưng mà có thằng chủ nó bấm dừng. Rồi, hai chỗ, không chỉ, không chịu ha, tay gọn rồi ha.
Ôi, nó đâu, không phải không. Không có làm gì được cái kiếp đâu. Nó thả được thấy đâu. Bye bye, take care, ok. Hai chồng con ngon miệng nha. Ủa cái tiệm bên em mở chiều nào khai trương? Chưa biết. Bán hả? Ờ. Có. Bất cứ cái gì em xài là có hết. Ờ. Hiệu này luôn nha. Trắng vậy luôn á. Ok. Trắng bền luôn. Ôi trời. Ôi trời. Lại luôn. Chị làm nail không? Làm nail không nè? Em có rồi. Làm luôn, làm cho anh bộ. Làm bộ mới, không phải làm dài thì không không làm được gì. Nó làm ngắn thôi. Làm demo. Ngồi đi em, làm liền. Làm demo. Thế đó, ngồi đi. Đến là làm bằng bột đó hả? Hay là làm bằng gì vậy? Dạ bột không đó chị, đang làm bột. Vẽ gì ra ấy, bằng gì nè? Bằng cái gì ta? Bằng bông khô á. Bông đẹp hết chị? Bông của Hà Hoa. Dạ, bông Hà Hoa. Nó bông Hà Hoa. đi Hà Hoa, nói đi Hà Hoa chơi cái làm cho bộ nail. Biết phải hồi mới tuần 2 tuần trước đi ra đây làm nail. Yeah, cứ đi đâu chơi ra đây làm nail gì đó. Ủa vậy là đây có làm nhận thức làm hả? Có hết chứ. Có. Thank you.
Thế chứ, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi, chứ làm gần xong rồi. Rồi. Cái này xài được không mấy? Ừ. Được chứ. Được chứ, đúng rồi, bán cái gì là cũng được. Cái nào cũng được. Được. Ừ. Không, hỏi tay, hỏi nguồn, bò tay mà để mình làm cái đó xài được không, màu xanh đó. Loại nào chị? Đồ xanh đó. Dạ được luôn. Dạ loại nào? Đồ trong store. Dạ nó có giá nữa chị. Đó. Em có danh giá trên đó. Cái này có bán luôn phải không? Mà chị chút xíu chị lại cho mua. Cái gì cũng bán đó, giữa khi cái cô nó bán thành có nữa. Tao. Không không ai mua, mua. Nói gì em rung tay luôn rồi. Hôm nay được 20% mà. Dạ đúng rồi. Lễ mà. Mua ngà, mua 2 ngà. Vậy hả? Lễ Black Friday chắc đông hơn. Dạ. Lễ Black Friday chắc đông hơn. Lúc nào? Tại đa số mấy sao lúc trước chị thấy đông đông lính sao giờ đông hết rồi? Về hết rồi. Về hết. Thường mấy ngày lễ dân hay về chơi, đi chơi thì ăn thì uống rồi ghé mua supply. Medium hay mịn nha. Mịn. Nó thành cái đại medium đó. Mịn là đủ sài. Đâu, em ready chưa này? Alex làm cho. Làm cho anh bộ nè. Cái gì anh lễ nữa. Cái nào lãnh cái đâu. Cái nào lãnh nó lên ngày thường thì làm cho. Bao tay cũng giảm luôn thầy. Bao tay cũng giảm, chưa dùng cha ATM thôi. Còn mấy cái này cũng có giảm được, mấy cái này bán bất ngờ là mấy, mua giảm mấy cái này bán lời chưa được 5% đúng không? Thì em học trò của thầy ở đây là học trò của thầy không đó, ở đây cũng vậy nữa nè, mà nhắc tới hỏi ủa có học sao thầy sai theo mà thầy Alex không theo. Bán đi kia đó, bán đi em tặng nghe em để làm đi tới chứ cô xin cho bà nấu ăn được rồi. Vậy hả, nó ăn làm đọc. Trời ơi màu đẹp quá ha. Dạ đẹp, đẹp quá. Cái này em đẹp quá này. Dạ là cái này nè chị, cái này nè chị đâu rồi? Ủa đâu mắt ở đây nè, 4 đồng cái này. Dễ không, làm. Cái biết phối. Đẹp. Bây giờ làm sao rồi? Đã làm gì đâu. Sướng rồi. Bỏ anh em xuống, bỏ cái tay xuống. Rồi. Rồi, lắc nó xuống nha, lắc nó xuống. Rồi, rồi, lại dưới đây. Rồi, dưới này, dưới này. Đúng rồi, đúng rồi.
để rửa tay. Rửa đâu? Em thì sợ cái thằng thằng kia tốt hơn. Xe này hả? Xe F hay xe gì? Xe em. Màu đẹp quá, đẹp quá chị. Em nói em đi Hồng Hoài cái làm cho em cái đồ mà lót lót mấy đẹp ghê rửa chanh đó. Không có luôn. Mà đeo mấy này mà đeo dài nó đẹp. Dạ, càng dài mình càng dạ, đẹp. Quá đẹp luôn. Nhũa sao mà hay quá. Sạch. Nhũa không có dính gì, chỉ là có phần lim. Coi cái này một chút như thế này. Cái này nói gì mai? Cái tâm. Ờ, cái tâm. Làm bộ đi. Hả? Tâm, ok. À, sao làm bộ đi chứ? Để nó dễ thương. Làm rồi mất công vài bữa nó xuống thành hai tháng rồi nữa. Đâu sao đâu. Ok ha, thank you mọi người rất là nhiều ha. Thì đây là cái bộ neo Hawaii nha, chuẩn bị cô gái này đi Hawaii. Đó, không biết làm gì bển đi chơi hả chị? Đó, hay đi tắm biển. Đi chơi. Đó. Thì cái màu mình làm là cái màu King Ombre với là cái màu neo số 10 tới những cái bông ha. Đó. Nghe ha, thank you mọi người rất là nhiều nha. Đẹp quá. Con đẹp quá. Đẹp ha. Dạ. Chị thích cái nón này kìa. Ai đâu. Chút sơn. Cái nón màu bột cũng đẹp quá. Đẹp dễ sợ luôn. Cái nữ này nó hài rối kìa. À cái nón. À biết luôn, hiểu ý luôn rồi. Chết rồi. Anh chết chát không? À. Cái cỏ. Ờ, gắn lên mình nữa. Dạ, cái này. Gắn lên mình thì cái này nó không có có gớm. Cái loại này. Cái thằng ấy. Ừ, không cần đổ nhiều, tí xíu đổ luôn. Dựa trang. Hả? Cái gì vậy? Đẩy 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 mẹ hơi nước đổ cho bể hết. Đó là của cậu rồi, chữ bên lại thì nó rẻ hơn. Để bớt cho 200 móc. Ủa chị bánh Hawaii thì cái hả? Nó có đi Hawaii chơi. Cái ông thầy. Thì mình đã làm neo đi Hawaii mà. Chắc nó phải lên lại coi lại chứ. Được, một mới vừa đắp của ông tôi chuyên dùng con luôn. Ừ, để em lấy xét đi. Bé này có cái gì có sẵn ở trong cho bé. Có sẵn xét gì không? Có xét sẵn thế này em lấy cho chị đi. Đẹp lắm, màu mới ra pháp lửa lắm. Tôi xài cái này đi, anh mới làm chị xét lửa là luôn cái màu này. Chắc đi cái màu này nè, về cái này em có làm cái stone. Mình gắn nhiều thì mình đổ cho nó nhanh. Đó, đúng rồi. Thì có 200 màu xíu của em á. Có không? Đúng rồi, trăm mấy đúng không? Cái này mình cho nó nằm ở Kiriko đây. Để nó cho nó đi xung quanh, để đi xung quanh nó cha. Đây 49 nè, 49 nè. Ở đó, chị em làm lại đó. Rồi 60 không xuống nó thì lấy 20. Chưa đi mà xong rồi à nhà. Chưa lấy. Để làm lại đó. Chưa nghĩ gì đó. Ở đây màu có cái gì nè. Đây là những cái màu ngày xưa con gái bán rất là chảy con để làm lại. Đó này về nhậu không? Hả? Đó này về nhậu hả? Nhậu đâu? Nhà của em Mai á, lúc nào cũng có party mà. Số 37 nè. Nhậu không? Rồi ok ha. Thôi Mai đi rồi sao nhậu?
không? Rồi số 08 mình phải lấy thêm nè. Còn 08 mình nhớ 08 luôn. Nó nói cho em bỏ rồi. Bỏ không uống nữa. Tại không có đối thủ. Ghê vậy, không có đối thủ hả? À? Trời. Đúng rồi. Đúng rồi. Muốn thêm không? Không có đối thủ nhậu mình chán nó bỏ luôn. 37. Chê đình đâu, không cho nó ra kìa. Con nó đâu uống crazy lắm á. Trời ơi, tôi rớt mấy lần rồi chứ tiếp. Vô quán ăn quán nhậu. Ừ, nó té không? Nó thấy không? Đi với nó khiêng nó về hoài à. À vô quán nhậu uống xô chu. Rồi xong nó đi tao thao chơi nữa. Ừ. Uống gì mà quất lần 7-8 chai xô chu chai lớn á. Tao bắt đầu vừa bước ra cửa té cái râm. Ủa đây làm cho. Xô chu nó thấm á. Làm lên tay lên làm được. Hỏi tà lao chưa. Chỉ có làm tay chỉ được. Trời ơi, nó uống vậy lắm. Bây giờ đi mình uống xong rồi, mày nói thế được đúng không? Đâu đâu có đâu. Khi nó về. Quá, nó không sao hết. Cái màu em tính là em ngồi cho em 49 đó, em tính đâu có ra. Em tính là em ngồi cho anh tối xong rồi em ra sợ mai nó bắn trái em á. Bán rồi ông nói ông đi về á, giờ cô hên đó, ở lại làm đó. Không, ở trong tiệm á, trong 200 màu cái màu nào mà pháp vô lời đưa lại em làm lại. À. Em chỉ làm ra 15 màu thôi. À. À em có làm rồi, còn cái màu bubble với lại cái màu 49. 49 thì nhiều lắm. Nhiều lắm đúng rồi. Trời ơi. Là khách nó tươi. Nó ra như apple red vậy đó. Ờ. Khách quá chừng không có màu đó. Quên rồi. Ờ là đắp cho bụi chị. Đôi khi ta nói là cái tay nhìn như cái não gì. Tay nhìn như cái não không? Có mua thông cốt chưa? Rồi. Cái máy kẹp kia mà sale á là bây giờ em đang cháy hàng. Nó chuyên là cũng sinh treo luôn mà trong có mấy cái màu của ngày xưa luôn. Mà đang cháy hàng. Đó. Chị muốn chị đợi. Hôm nay em cho cái máy kẹp là... Đẹp không cô? Đẹp quá ha. Ủa cái đèn là của em ra đó bữa nay bán nhiêu? Ờ, trên online bán 109, ở đây bán 107. Hôm nay on sale 20 mốt nữa chắc còn có 150 á. Xài được. Ờ, mạnh lắm. Chim sâu quá. Sale 60 đồng. Mua sao quá. Lên 85. Đúng rồi, nó lên tại bây giờ giá lên nó tại phía xong nhập cái đèn khẩu vô. Cái màu đẹp ha. Ngày xưa nhập khẩu vô bây giờ lên cấp 3 rồi. Thuế nó lên, nó phải lên hết, tất cả phải lên hết. Mà cái hộp nó bự quá đó. Nó không có space. Giống em chị nghĩ đi. Em bán 10 chai thóc cốt. Nhưng mà cái space một cái container nó cho một cái ví dụ 20 square feet là em chứa được cái hàng, em phải đóng cái giá bằng cái thùng. Còn bây giờ em bỏ đèn nhiều mà em bán không được nhiều. Hay em nhập cái khác. Khoảng như vậy đó. Giống như chị lấy ông bao tay ngày xưa có 30 đồng rồi. Đúng rồi, 30 đồng. Bây giờ nhảy lên 80 đồng. Mà mua không có hàng nữa. Bây giờ là bao tay biết sắp cái tại sao có hàng không? Bệnh viện nó thu vô hết, nó bán bệnh viện nó mua vô 125 đồng. Nhưng thằng nó qua bán bệnh viện nó không bán cho mình. Ồ. Mà nó kêu vậy đó. Chi. Giờ biết tại sao đúng không? Một cái container mà nó bán một cái container thôi là gần 700-800 ngàn, nó nhìn nó chịu quạt á. Nhập qua á. Kinh khủng rồi. Rồi. Với lại đồ của bên China giờ nó khó nhập qua. Đúng rồi, khó. À, báo tay là làm được Việt Nam mà Việt Nam cũng nhập từ đây nào không ạ? Đúng rồi. Thành sự nó hẳn ra trên tất cả các thế giới này là từ đây nào nó là tại biết không? Cái tiền nhân công nó rẻ quá. Bây giờ em nói chị giống bây giờ em nói chị, nếu mà làm mà ví dụ giống như bộ thi tuệ làm đây, nếu mà nó mà làm mà giá mà lấy từ đây á, bảo đảm đem chị mua supply chị mua không nổi đâu. Chị nói là chị mua không nổi đâu. Giống rồi này nó tăng thuế, cái nội nhập thuế là cũng có mua rồi. Giống như mà bây giờ đang làm 1 tiếng 12 đồng mà kêu về Việt Nam làm 1 tiếng 3 đồng chịu làm không? Làm xong rồi, làm không kìa, xong rồi kìa. Đó thì bỏ vậy. Đó. Này, có chị đây luôn, em làm cho con dèo. Đẹp quá, cái ngón này nè. À, tại sao nãy không đợi quay cái này luôn? Đẹp quá. Dạ, ok. Cái này của chị nhé. Nè, em chỉ làm cho con dèo nãy nha. Đẹp không? Cho chu vô tay. Trời ơi, ghê vậy. Thôi lấy chu lại không cho. Chọc nó, bỏ thôi, bỏ thôi, treo lên không ha. Không đẹp không? Bỏ rồi nó đẹp. Ôi, treo lên. Bỏ treo lên nữa, nếu như là sinh mùa, thấy không đẹp không? Nó treo lên chỗ này.
đúng không? Xiên nó lại. Khô lại, khô lại bỏ thôi, bỏ thôi, có tiền là xong. Khỏi tiền là xong. Ngày xưa làm xem bồ lắp hết trơn. Cái máy này xài sao vậy anh? Mua cái que này á. Nó dễ không? Dạ, mình bỏ lên rồi. Mình sẽ chắc lắm đó chị. Mà mình bỏ clue á, xong rồi mình cho thóp lên hả hay sao? Dạ đúng rồi. Còn cái này là anh phần đi trước. Dạ cũng là sao? Chụp hình là anh chỉ lại chụp hình lần clue lên xong rồi anh cho xoài lên hơ thôi hả hay sao vậy? Đúng rồi. Rồi xong rồi tiến hành sinh thóp. À, Smile có like trên đó chị. Mấy chị có follow cái Face không? Không. Cái Face á. Không anh. Face gì không có. Agenda Supply mở ra. Ờ ok. Agenda Supply. Ờ đổi đổi cái Face rồi. Rồi. Là cái tên này, cái tên trên cái áo đấy. Agenda. Còn mới mà. Có bỏ luôn là chị làm symbol cho chị luôn. Chút nữa chị về chị coi có phải không Smile. Có vậy hả? Để em lấy nha. Cái sao ai ai có chìa khóa bé lên bỏ rác nha. Cái clue cũ á là bỏ clue lên xong bỏ thóc cốt lên rồi bỏ hộp xoàn. Còn cái clue mới này thì em biết là nó bỏ xong đấy. Em thấy bỏ lên là xong rồi. Đẹp quá, orange red này, đây này cái màu chị nói này là orange red này. Đẹp rồi. Đó, có rồi đó. Anh em luôn. Cái này cho chị hộp bự này được không? Nha. Thêm tiền đó nha. Okay. Mắc lắm á. Nè em chỉ làm xem bồ nha. Bao nhiêu tiền anh? Bồ này bỏ xí liền mình lên này. Bỏ 200 hả? Không thể làm thì lấy khăn nhiều này. Để mình biết mà lấy 200. Cái thời đường hơn mình bỏ nhiều quá ha. Đừng nghe lời. Nghe lời 200 chứ mình kết đi luôn. Thì chứ nếu mà gắn hết bàn á. Trời. Gắn hết bàn ngón này bàn ngón kia rồi. Kia. Lòng xoay lại là xong. Vậy hả? Đẹp không? 200 nó bóng rồi, là bóng rồi ha. Giờ bắt đầu khổ ha. Té ghế luôn. Ở đây phải làm. Ở đây làm bộ neo mà có giá 2 kali này 200 bộ. 200 chắc là đi nói á, làm xong chị xỉu rồi. Nó nói là mình mua đôi supply đây là mà được tặng. Chị cái hồi cái này của chị nó không chơi đó phải. Chị em nào kia bộ luôn nha. Dạ. Dùng mà mình cái sao không mình coi để cho mình làm mà để gắn hộp sòn đó. Không mấy ngày thường á không có show mấy anh chị cứ tới đây ở lại Smile không show à. Tại vì em gắn nhìn máy đây rồi á. Là em vừa làm YouTube vừa làm đồ đây hết luôn rồi. Tại ngày xưa em hay bay, giờ em hết bay rồi. Ờ làm chỗ đi đừng bay. Mốt đeo xong ra đây. Covid ghé thăm mệt lắm chị ơi. Có không, con người. Nhỏ tốt nhất ở một chỗ an toàn. À, đúng không? Con mới có một chuỗi giờ đừng bay nữa nghe không? Mà có đứa nó đi nhậu ngoài chị. Đi nhậu đó, ở đây là phần đông là Cali là chích hết rồi. Đây là chích hết rồi, gán đợi vài tháng nữa mũi thứ ba là xong rồi. Đó đó gắn cái lưu đó chị, gắn cái lưu đổ lên. À, đẹp quá. Rồi em bỏ để em làm thử một lúc nha. Nó giữ chắc là khoảng bao lâu anh bỏ ra. Dạ, bao lâu khi nào chị làm lại thôi. Khi nào chị làm lại. Vậy nó dính lắm. Đâu có nhiều khách có đi làm, có nhiều khách có đi gặp tháng á. Thành ra mình không biết được bao lâu. Tháng dư sức hả? Dư sức. Dạ. Cái anh kia anh nói á là khó không ra luôn á. Thế nào cô rảnh cô ghé đi con làm cho cô bộ neo hỉ. Con gắn Hello Kitty cho cô hỉ. Dạ. Không sao đâu. Không sao cô. Ơi máy anh hỏng rồi đâu cô. Sao quá. Anh nói nghe sợ hay là gì á. Hay là nghe nó ngăn từ. Ờ cái gì nhưng mà nó cười rất nói hơn ai là nói nhiều anh nói hay rồi không ăn bị ấm đỡ chứ nhiều xuyên nhiều lắm đỡ con bị gan nóng bị gan. Ủa cái máy treo này cái like nó màu hồng hả? Nó khác cái like kia, like kia màu xanh. Giống nhau chị. Giống nhau nhưng mà cái đèn nó màu nó đen màu hồng. Em cũng biết nữa. Cái like màu hồng này như ta kêu là tốt hơn like màu xanh hả? Hay là nó giống nhau? Không biết. Em cũng nghe nói nó đỡ bền hơn, đỡ nóng. Là dưới vừa hả? Đỡ thơm hả? Để cho con sữa, bỏ đường về uống nhưng mà phải bỏ lên dưới. Đẹp quá. Cái đường nó vô nó là
Ui, lung la lung liếm nữa. Đó, đánh vậy đó, đó là 200 lần nhé. Mình cho sáng làm bộ kia 300 bộ sáng. Nhưng mà đi sai mới là bao lâu? Hả? Cỡ 2 tiếng không? Thì mình làm cái 2 tiếng mà 300 là giống như hơn tổng thống làm rồi. Bắt đầu khổ gì ha. Rồi bắt đầu khổ rồi ha. Ồ, đẹp quá ha. Trời ơi, lên like bộ nào đẹp bộ đó thôi. Sáng chưa coi cái này. Thôi xíu chị về chị coi. Ba tháng. Em uống là nên dễ đi tiểu, nhưng mà nó dễ bị xuống huyết áp á. Đáp rồi. Em hay bị huyết, em hay mệt, em ăn cái này nè. Hay là nói gì cái xong đưa cái tay ra thì suy nghĩ. Cái này nhìn có gì muốn lấy không? Lấy chứ. Lấy ha. Cái màu đỏ về làm cái móng kia được rồi. Cái này mình cũng cho nhau, mình uống mình cho dày đấy. Rồi, đúng rồi. Mửa cho cái tượng trong dày. Về làm cái này nè, ha, đẹp ha, gọn nữa. Rồi, xong mắt vô là xong. Cảm ơn em. Rồi. Vì anh lẻ, xong vì em cũng quen lẻ nữa. Xong rồi chú mình cho top cốt xung quanh đó thôi. Chú mình cho top cốt xung quanh đó thôi. Xung quanh hồ sàn đó. Dạ đúng rồi. Thương cái mông. Em đợi xíu thầy Smile hôm nay có pha gì hết á. Thầy Smile làm em một bộ nữa. Thấy không? Sáng giờ nó cho thầy làm 4-5 bộ rồi. Lẹo lẹo không ngầm. Cái móng này cái nó đây nè, cái móng này là cái loại đó nó khơ như vậy. Em biết nó có khơ không? Tại đắp tự động nó khơ. Trời ơi đắp đó. Ủa cái này phải si khơ, vũ nó si khơ. Đúng rồi. Sao mai? Ờ đúng rồi. Ừ. Nói gì em? Nhậu. Trời chết, chết anh đó em. Chảy gan. Giờ giờ hãy gặp được cái nhớ nhậu không à. Không nhớ gì hết á. Nhắc nhậu mới nhớ, còn thôi không nhớ. Nó nhậu 3 ngày liên tục đấy chị. Ghê á. Vui. Nhậu sao? Hả? Nhậu đâu? Chị có đi không? Ở đâu? Để đi thì em kiếm chị em gọi thầy. Để con biết nữa. Phải hôm nay lễ mà. Lễ mới đi, lễ mới nhậu. Lễ ở nhà lính lo đồ. Hôm nay là ngồi nhậu là thoải mái luôn. Dạ đúng rồi. Đâu phải lúc nào cũng lên đây chị ha. Ủa chị đâu? Em đâu? Dạ em tốt kinh chỉnh. Nó tới anh nhậu đi. Tới anh nhậu. Tới nhà anh nhậu hả? Ừ. Về đi. Về. Từ xưa. Thiệt. Cho con em chơi con ơi. Ngoài đi. Thiệt mà nhà nhà mất công phải dọn dẹp. Thì có đâu. Khi mình vô chai chai cái nó sèm sèm nữa mất công. Không. Anh, cái màu đất thiên này là cho mấy cái màu này nó khô vào được mấy màu này hả? Màu nào cũng khô vào được. Coi như là màu đậm, khô vào được màu đậm. Nhưng mà nếu mà đi với thiên ông bay nữa là đẹp. Thiên ông bay thì cho những người mỹ trắng thích làm thiên ông bay. Là thiên ông bay hả hay là thiên ông bay? Nó tên là thiên ông bay. Em không biết cái thiên ông bay là sao. Ồ, ok. Còn cái màu này đậm hơn là dùng cho những cái màu đậm. Nếu màu bay màu đậm thì màu này. Còn những màu lợn mà lợn thì màu này đẹp hơn. Hai tông này là pop nhất ở trong các cái màu. Còn cái số 12, số 14 đó là cho pink and white. Màu cái nào cũng cho pink and white được, cái nào cũng cho ombre được hết. Không, nhưng mà hai màu này thì có. Đúng rồi. Thì em đang làm trên màu này nè. Cái màu mà này mình là một pink hay màu dark pink? À, pink ombre. Màu lái á, cái lợt lợt. Dạ. Yeah. Rồi là màu này nó đậm hơn bao nhiêu phần trăm đó? Cái màu đậm hơn nhiều không? Đậm hơn nhiều chứ. Đậm hơn nhiều. Đậm hơn nhiều. Chị nhìn cái màu khác biệt thôi. Cuộc trời ông tục. Ừ. Mới nói là cái gì? Thấy màu không ra không? Anh nói là cái màu phiên đó là màu phiên. Phiên ombre. Phiên ombre này là phiên. Đây bởi đó là bắt phiên là dùng cho màu đậm. Uh-huh. Ba em ha. Đây nè. Em thấy ombre chưa? Ombre với màu này đây nè. Có coi chưa? Đây nè. Uống bia không no quá, nó uống rượu nó mới đỡ. Vậy hả? Ồ, chỉ uống bia nó không nói. Uống rượu gì? Thì uống whisky, uống Club Lu rồi mấy đó nó đỡ. Chứ uống bia không sao chịu nổi chứ. Uống được mấy chai?
Hiểu là giờ tiếng chai đâu cũng dạ. Trời ơi, Hiểu thôi làm luôn mà trà lớn uống được mấy chai hả? Mà bao nhiêu người? Tùy ba bốn mạng đó. Ba bốn mạng cũng được. Không muốn là lựa cho không? Ai lựa cho phải không? Tại anh làm em biết. Ai lựa cho phải không đẹp? Pin vest rồi cái cạnh này. Tôi mấy cái cô kệ cô bán hàng cũ nghỉ hết rồi hả em? Dạ đúng rồi. Một cái lũ của anh hai cũng vậy. Ồ, mấy cái cô gì mà không hiểu gì đi. Vậy sao? Nó nhiều cái nói chị em mệt. Sao giờ chị thấy hàng giờ gia đình làm không hả? Sống nặng nó mùa mới vô. Chị em anh chị cũng hiểu nha. Nhưng này là đủ cái chuyện. Chị thấy bán cái này lắc nhắc quá em giờ thấy thoải mái lắm. Đúng rồi, gia đình làm không có gì bằng gia đình làm. Hãy mà cháu chị nó qua kịp đó, nó bên Nam qua xin vô đây làm. Năm đồng. Dạ, quảng cáo. Nhưng mà cái màu này đẹp quá. Bán đắt quá trời. Sáng giờ đông lắm. Supply của em bây giờ chị nghe tiếng gì lắm luôn. Làm tút cái Chanel Lay. Sáng giờ đông lắm. Bán kịp. Về chắc ngủ đâu có nhiều tiếng à Smile. Thấy làm anh ở sống sao không chờ thấy lửa quá trời. Nguyên cái khu này giờ là chùm hết rồi. Được ai lại đắp móng chiếc mà lắp lên kia nó cần thời gian lâu nữa. Làm bộ đi cho đẹp cho ông lạnh lắm. Cái gì mới lạ ông tháo lẹ đó ông này đáp. Để ông live stream. Live stream mà nhìn mặt đó thì phải live chứ live stream. Ghê chưa. Đúng rồi, mốt live stream là phải live luôn cái mặt đúng không? Cái mặt đấy, live stream chứ không thôi. Vậy đây lúc nào mình cũng cũng phải điểm đấy cấp mặt đẹp trước nha, để live lên tay đẹp mà mặt xấu quá. Thế là lucky. Nãy tưởng nó hôm nay không có mở cửa. Đây thường thường là thường thường thấy tiệm này hay đóng cửa sớm lắm. Nghĩ ăn em định là ngày mai tưởng nghĩ ngày mai mới đi mà mai mới xong đi ngang cái trời mở cửa quẹo vô không kịp chạy hút rồi chạy ngược không lại không biết là có đóng cửa không mà định ngày mai mới đi xong thấy kêu sale tôi chạy vô thật. Tại vì hồi xưa thấy đóng cửa sớm lắm giờ làm có 5 giờ chiều cái năm đây đi mua là sài lai làm tài tử lắm trời ơi giàu có mà làm tài tử đẹp ha. Đẹp lắm. 200 đó nghe có rẻ đâu. Thiếu. Discount đâu. Thiếu gì. Thiếu à, hết một khoản của tôi má. Smile này một cái không về Smile. Đặc biệt của tờ nè dạ để đeo bộ nào neo này là chỉ không dám tháo nha. Có ai nói cho phiêu khúc trên đừng đụng lại gì vậy. Cái này là bao nhiêu một thủ anh? Cái này hả? Online thì bán 15, ở đây thì nó giá nó là 11 đồng. Hôm nay sale nữa đó, còn 20% nữa. Được chắc 9 đồng. Sao online bán mắc hơn vậy? Thì có tích trên ship trên đồ không? À. Chứ chị bán cho lỗ.
À đúng rồi, mình order ta phải ship này, phải ship đi nữa. Này kia nữa. Là tại cái online nó phải mới nhân viên là chị phi tính. Ờ thì chị hiểu rồi. Ok. Khách khác. Tại người ta tới người ta phải. À đúng rồi, đúng rồi. Mấy món này là từ mới bán mà chị không tính là chị sẽ lỗ. Đó, thằng kia tại chúng cái ba đồng á, thuế tính đồ tính ship. Ừ, đi hiểu ha, đi online nó mắc hơn. Chị phải trả tiền website rồi có tiền credit card nó chặt thẻ nữa. Ờ ok. Phải qua từng cái gì đó. Nó cũng rẻ mà thay đồng chứ không phải. Giống như thằng này ở đây thì anh bán 11, thằng kia em bán cũng 13. Ừ. Thằng 12 với tùy màu rồi không mà cái giá về cũng rẻ 1 đồng nhưng vừa rẻ 1 đồng. Cái hộp chuyên ngon đắt chuyên ngon đi. Em làm cái tắng 3 màu đi cho ta thử không? Chị nên xài một cái. Ủa nhưng mà cái này sao chị thấy có hộp lớn hộp nhỏ hả em? Hộp lớn là tại vì họ người ta mua hộp nhỏ xong người ta xài được một lớn. Người ta thích xài trong rồi á. Một hộp lớn xài. Vậy cái màu đó người ta xài nhiều nhất. Thường thường là mấy này hot. Chị chỉ làm vì mà mấy món tay dài thì thực sự không biết tính tiền hết làm sao luôn đó. Đâu có cần tính đâu chị, cho luôn. Những người mà nó đeo vậy thì nó chịu trả tiền rồi chị. Chị cứ tính thoải mái đi. À, nhưng mà thì cái giá kali mình sao thì chị nghĩ đi, full set thì thường em làm kia 40 đồng full set. Không, thiệt sự nếu mà như vậy thì nước ngoài khác là bạn bao nhiêu? Em tính từ 250 tới 200 á. Không, để em nói cho. Không, cái này nếu mà trên em làm á, bộ này là cỡ 101 là em lấy cái đai mình mà vô mất. Không, mà không có đó chị nói được đó. Thường thường LA nó đâu có ai xài Swarovski đâu. À, nói chị vậy. Đâu, chỗ chị làm nó không có xài nên chị không biết tính. Bạn em ở dưới LA làm được không chị? Ở đâu? Từ 200, trăm mấy, 300 hoài à. Ở đâu? Ở chỗ đâu được đâu, xin vô chỗ đó làm đi. Trời ơi, chị muốn em nói cho. Cho chị đi. Làm giá cao lắm luôn. Ở đâu? Ở đâu được đẹp mấy đâu. Ở đâu? Ở đâu? Trời ơi, chị học em ra cho ở đó mà trời đi lên làm thôi. Trời ơi, sư phụ ở đây dạy đó. Chị đang làm ở trên Manchester đó, trên đó đó, full set cỡ này. Chị là bèo rồi. Giá bèo mà ngồi làm hả, không có giờ đúng vậy đi ăn. Nó dẻo không? Mà làm bộ nail lâu quá, nó bắt làm lâu quá là lắm. Nghe hả? Ở đâu chị đi, chị xin vô làm. Ừ. Nó có rước sợ không em? Ba em. Ba chị yêu ha, thấy chị kia nhiều nha. Dạ cảm ơn chị. Cái đó nó rước thợ đi làm không biết nữa. Không biết bên em là cái nước này giống solar city á, nhưng mà nó lái xe đi xe mày cũng 20-25 phút. 25 phút thì ok. Ở đâu vậy cho chị đi có pha lên hỏi tại vì để về em hỏi nó còn cần thợ không. Ok, nước cần thợ em vừa pha 50-50 chị về chị pha em thì em lái xe nhờ đi xe chủ 40 phút quá đi về nhà tối quá. Pha lắp là ok rồi. Thế là dễ không? Trong tiền xe không bao nhiêu không? Cho muốn có muốn thử không, muốn lấy máy quay thử cái em quay không, không nhớ đúng không? Rất nhớ ha. Cái nắp pin này là dùng để làm ông về những cái màu đậm màu đồ nó khô vừa đẹp lắm. Mình đầy xí nha. Có gần nếu mà chị đắp cho nó không thì khỏi cần gì. Đắp đi chân nó là lạc cái lạc cũng được, khi lên cũng đẹp. Cái
cái bột bên em á, nó cái hay á, chỉnh cái tay nghề mà yếu yếu chứ kéo không được á, nó rất là dễ kéo không được. Cái màu nó tươi thì nó không, em sẽ đắp một chút cho cái màu lạc hơn nha. Cái màu này nó lạc hơn, cái màu này nó hay chuẩn bị cây này, cây mai rút cho thêm cái cây sen bồ thì này, cái bịch này, bịch dưới ạ, cái bịch đó, bịch lại đang chảy. Nó khô dữ đẹp không? Nó đi với nó không đập trong đồ này, nó tươi, nha, đẹp lắm. Cái màu thì nó sang màu kia này. Nó giống hoa hồng. Cái màu này cũng sáng. Đẹp không? Cái màu tay chỉ đó. Khi được em đi. Cái màu lạnh. Cái trắng này nó thẳng vậy đó. Nó trắng. Cái ốc quay mà. Trắng hơn nữa, đúng rồi, trắng hơn. Cái này là off-white, new white, hay là soft-white. Thì nó dẻo. Nó dẻo. Chỉ có cỏ, xin thêm cỏ bên đây thêm. Hồi xưa có mua một cây mà thật sự là đây bóp bị hư. Không bóp hư xong đem tới sửa cho. Đâu biết đâu, thấy bóp sao xài cũng được, có xài nó sửa nó cái cỏ nó không có ra đều á. Đem bóp chắc rồi. Giờ mang nó trả lại được không? Đem nó sửa lại cho. Nhìn nè. Lúc đó mua là cái cỏ nó màu hình như màu vàng á, màu vàng hay màu gold gì đó. Mua cũng 3 mấy đồng cây, 2 mấy đồng cây, không nhớ. Vậy mua lâu thì cỏ lên quá trời. Mua ba, hình như mua 3 mấy đồng cây á mà. Cỏ về nó cũng mấy 50-60 thôi. Mắc quá à. Hên lúc trước học có mua được vài cây nên còn. Lúc đó học xong ra mua cỏ ra thầy nào anh lại bấm rồi luôn sẵn lắm. Mua được mấy cây. Mua hồi trước là sướng. Xong rồi phải không? Dạ. Để bỏ, em bỏ vitamin lớp lên. Vitamin, ok. Xung xinh lung linh lung linh. Cảm ơn anh. Ok ha. Đi ra mua cái đồ. Chụp cho tấm hình nó đẹp. Chụp tấm hình là chỉ lại. Tại vì tao chụp hình đẹp đâu đẹp. Cái gì xấu. Bảo một phả quá. Muốn ghế gầm. Cái này nhờ nghỉ nhậu nên sao bụng bự dữ vậy. Cháu. Qua đây chụp chụp quay. Dạ đúng rồi. Cắt mình mau em ơi. Lên xuống. Rồi, lên xuống cho em. Lên xuống. Rồi xuống lên nhiều hơn, đừng có xuống quá nó bị ngắn. Hiểu không? Lên nhiều lên, đúng không? Lên như thế khác không? Rồi xuống xí thôi, xuống lại. Rồi lên xuống. Đúng rồi. Xuống, lên xuống cho em. Thank you chị nha. Bye chị. Các bạn nhớ subscribe để xem video mới nhất của Alex và Smile nha. Đừng quên like và comment cho các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các video lần sau. Thank you.